Ôi không, bữa con này cũng được. Ủa? Nó cấp nhái. Ui nó bữa, ui nó bữa. Bữa hai này. Nhảy hai bữa hai này. Hai này. Rồi góc đẹp, góc đẹp, góc đẹp, góc đẹp. Bữa luôn, mày cúc. Cúc, cúc. Được, khó chịu. Không, cái động tác cứa cổ đấy không được đâu nhá, ở bên TikTok nó cấm ấy. Con trâu đánh đi chay. Sao này chỉ được cái nhạc thôi. Nhạc xí lúc đầu thôi nha. Đây. Ê, tôi thấy lò rèn thần thoại rồi nha. Tôi thấy cái lò rèn thần thoại rồi nha mọi người nha. Cặp đôi siêu cứng này. Ý, anh em ơi. Anh em nhớ con này không? Anh có nhớ con này không nhỉ? Không, con Varus nha, con Varus cầm cái này cực kỳ ngon luôn. Nếu mà đánh Varus, lại đánh Varus pháo tiếp không? Con Varus cầm cuồng đao vô cực với cái này ấy. Nó bắn một phát nó nổ ác. Giáo án ma giáo mới xem hồi trưa xong. Làm vô cực không? Nếu đi riêng thì thua rồi. Phải có thêm một cái súng hải tặc nữa nó mới đã. Ba trăm mười sáu mà tự hào bấm trình người ta ở đâu mà trình người ta kim cương người ta lên được cao thủ 316 là người ta vui lắm rồi bạn, muốn gì nữa đúng không? Trình mình thấp mình lên được 316 như thế này là mình vui lắm rồi, có cái gì đâu mà ngại nhở. Trình mình thấp thì mình lên rank này được nhiêu đây là mình quá vui rồi, có cái gì phải ngại cả. Ý thế nào về thử một con F-Ryu vọng âm thì sao ạ? F-Ryu vọng âm. F-Ryu nó có skill cả AP to với lại cả con cái sát thương vật lý với sát thương AP của nó đều to ấy. Một quả vọng âm, một quả Sujin thì nó bắn cái được không nhờ? F-Ryu đam to. Có nên thử không? Con này thì to này. Con này cũng to này mọi người này. Con này cũng đam to ác này. Mấy con này mà đam sát thương một lần to ấy. Cầm này ngon. Bắn ngu kệ nó mà ăn. Bắn nó nảy là được rồi. Có thì là Varus kín nhắm. Varus thì là kín nhắm, vọng âm. Đó là một cái đồ gì đấy. Kính nhắm súng xương cá à? Thì Varus thì không cần súng hải tặc đúng không? Giờ cái điểm cái vô cực đã để cho cái sát thương lan lan nó to to đã. Ủa alo là sao vậy? Cái tên hay đó à?
cái tên Cute sao có phép Cute quá nhở. Ủa alo là sao gì? Chơi Varus full dam khoảng cùng dam vô cực là dam rồi bạn. Cũng là dam mà. Tướng một vàng này cốc mo, cốc mo hơn. Úi hai hả? Úi làm gì ta? Úi chơi Blitz tan ngon hơn nhở? Có cái Blitz tan ngon hơn á. Ngon hơn là dây si với con kia đó. Lấy cái nịt đi. Có vẻ con này không cống hiến, chắc là mình đổi sang chơi con Varus. Nhiều nhé. Hai con đấy. Cắt thương ác lắm, người cứ phế thôi. Ủa Varus, cái đồ này là 40% sát thương vật lý và 40 AP mà. Sao bạn nghĩ là nó là không có, nó là không phải là đồ đam vậy? Ủa? Thế thì bạn xài cung săn luôn được. Bắn chậm một tí nhưng bắn cái nào nó chết cái đấy. Cung săn vô cực với lại vọng âm. Sao bạn lại kêu là không đam? Đồ này 40 sát thương vật lý to hơn cả sát thương vật lý của cái vô cực. 40 AP con tướng có skill AP mà. Cũng ok lắm. Ok nhỉ. Có cái loại kết liễu là không cần súng hải tạc luôn đúng không? Pháo thủ hả? Pháo thủ có lắp được đâu? Lắp được ấn thợ săn hả? Săn lắp với kiếm à? Có cung săn nữa à? Thợ săn à? Từ từ nha mọi người nha, cứ thú tượng cái đã. Chảo lấp ấn thợ săn, 6 thợ săn nè. Thợ săn thì chỉ con cóc mo là nó, à quên, có con này là nó cầm được cái vọng âm thôi này. Thợ săn là để xem đã, để xem nhá. Lõi tiếp theo nó là cái gì nhá. Tiếp theo mà nó là thợ săn tham lam là mình chơi thật đấy. 6 thợ săn thì mình sẽ được cái gọi là cái tố đắn đấy. Nhiều sát thương còn được thêm tố đắn. Pháo thủ thì đâu có lắp được đâu đúng không? Săn tham lam không nhờ? Hay là quà rèn bất ngờ? Đưa con này ba có vẻ hơi khó. Đó thật là đẹp luôn. Làm content mà, bây giờ vui đi các bạn. Chơi vì vui là chính thôi. Build cái gì đó nó mãn nhãn nè. Ý, quà rèn không? Đúng rồi. Quả rèn bất ngờ. Thử xong mình lắp một ấn thợ săn à. Quả rèn bất ngờ thì lắp ấn thợ săn làm gì đã. Nói chung là quả rèn là lấy. Nâng cấp tuyệt phẩm thì vô cực ánh sáng cung săn à. Quả rèn bây giờ xịn lắm. Có cái kiếm thì bắt đầu mình lắp nha. Bố tiến công ngon này. Ui cái này ngon luôn này. Từ đã. Cái này cho Olaf được đúng không? Đánh 6 thợ săn. Vũ điệu Olaf. Pháo xương cá. Ê pháo xương cá cái đã. Cái này luôn đi. 6 thợ săn ha. Ván này chơi một ván 6 thợ săn. Olaf cầm cái này. Cái này. Với cái súng xương cá luôn không? Olaf nhảy lâm ma đao. Nhảy. Nhảy cái what the hell. Đi nhảy cái kiếm lắp cái ấn thợ săn nhé mọi người. Đánh 6 thợ săn ván này đấy. Olaf đồ đẹp lắm rồi đấy. Olaf đồ hơi bị đẹp. Úi dồi ôi sao nhiều ấy thế. Có nhiều mấy con này thế. Đây là cái kiếm lắp ấn thợ săn đi. Cái này cho Warwick đi. Thử một ván 6 thợ săn nhé. 6 thợ săn cộng quà rèn.
đồ toàn vật lý, tí mình đập cái vọng âm cũng được. Đồ là thế, Olaf đồ kiểu là cái này này, cái này ngon này, cái này với cái này ngon. Hồi nãy đang lý lấy cái, hồi nãy đang lý lấy cái vũ điệu á, chứ đừng lấy cái súng xương cá, lấy hơi sai ấy. Một ván sáu thợ săn với lại gì gì đấy đi, sáu thợ săn ba băng này, thợ săn hóa hình hay là thợ săn gì, thợ săn hóa hình hay thợ săn tiên phong ngon hơn mọi người. Tại vì có cái giáp băng này thì mình nghĩ là nên thợ săn tiên phong ngon hơn. Olaf móng vuốt ấy khỏe lắm luôn, nó khỏe luôn chứ không phải là hài đâu các bạn, không phải tấu hài đâu, khỏe lắm đấy. Thợ săn ta ghét hết đi đã, thợ săn này, 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 cái kiếm này, thợ kiếm thợ săn luôn, nói là làm các bạn. Thợ săn ba băng, ba băng nếu mà tăng bằng tiên phong thì sẽ có Warwick, Blitz, hóa hình cũng được nhỉ. Tăng bằng hóa hình thì tí phải đọc cái này, không có cái hóa hình nào tăng ngon nhỉ. Thêm gươm biến ảnh, có cái này thì cần gì gươm biến ảnh đâu. Hai rồng lấy cái ấy đó, cái giảm hồi máu đó. Hóa hình thì mình có rồng mình đốt máu rồi, mình tí mình cho con rồng bay thợ săn ngon hơn nhở, đúng không? Hóa hình thì mình có rồng đốt máu, hóa hình thì mình có rồng đốt máu ngon hơn đấy. Hóa hình thì mình sẽ có rồng đốt máu, sờ quên là tí có rồng đốt máu kèm rồng bay nay sớt, rồng đi bộ, rồng bay, rồng đi bộ, rồng bay. Thăng thì tăng được cái gì ok nhất nhỉ? Hóa hình cho Bria thợ săn chứ cần gì có rồng bay nhờ. Đúng rồi, chuẩn rồi, đúng rồi đấy, chuẩn rồi đấy. Neko đi cho nó, à không, để con rồng cũng được, lấy giặc hồi máu. Hóa hình nghe có vẻ ổn hơn đấy. Thăng thì giặc được cua giàu lên 9 dễ. Thăng thì bằng con này cầm được đấy. Hóa hình hợp lý đấy. Ria cầm ấn thợ săn ngon, hợp lý á. Cầm ấn thợ săn rồi các thứ ấn thợ săn rồi thêm cái súng xương cá con Ria cầm cũng ngon nữa. Hợp lý á. Còn đồ tăng thì chắc là một tí mình đập cái áo choàng diệt vong với mình đập cái bạo tố lưu đần nhé. Lưu đần với áo choàng diệt vong nhé, có vẻ nó hơi lởm lởm một tí nhỉ. Lên 8 luôn tí một chút, kiếm Olaf với Vinic lấy 6 thợ săn đã. Bùa đầu lâu này đấy, mấy cái đồ này tí nên đập này. Cái đồ này lát đập gấp. Đi sớt rồi này. Đi sớt búa tiến công đi đã. Ui Morgana. Ê từ từ nhá, Morgana cầm cái này được này. Nick này. Tính con Olaf rồi, Olaf. Rút luôn. Tính Nick vô đây. Cái này cũng đủ lâu đi đã. Tấn thợ săn này. Thợ săn cứ cho con Nay sớt cầm tạm đi nhờ, tí hút đồ. Olaf cầm súng xương cá không? Hay là kiếm cái vũ điệu hay cái gì đó mọi người? Mình có nên kiếm cái vũ điệu hay cái gì không? À, đúng không? Mình kiếm cái vũ điệu đấy. Đây 6 thợ săn khỏe chưa? Đây 6 thợ săn khỏe quá mọi người ạ. Phải bác luôn đấy. Ôi giờ ngồi hàng chờ lâu lắm. Giờ lo room. Ê hàng chờ tướng 5 tiền à? Từ từ nhá.
sưu tầm trang bị vé bạc hồi hàng chờ đây. Mình chờ rồi kiếm có mấy con 5 tiền, kiếm con Bria sớm anh em ơi. Kiếm 5 tiền mình kiếm con Bria sớm đi. Đập đồ nha mọi người. Úp đồ à? Ê. Ây da. Chết mẹ con này, thành con khác thì phải hút đồ ra đập. Từ từ coi. Đập chiếu coi. Từ từ coi mọi người. Con này được. Ấy cứ miếng ảnh thật này. Được, chơi luôn. Còn vẫn ra túng xương cá à? Túng xương cá tí cho con kia đi. À, cái này chắc cho con chuột cầm tạm nhỉ. Cái này con chuột nó ít mana nó cầm tạm được. Để con Morgana vô vẻ. Ủa? À mình cho con kia vô trong rồi đúng không? Ý là gỡ để mình lấy con Morgana mình bỏ vô mình vẽ con Bria, hiểu không? Mình không muốn mất con Morgana. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu ý không? Mình không muốn mất con Morgana. Sai lắm nó sẽ bị mất con Morgana. Mình lấy con Morgana mình vẽ Bria mà. Mọi người hiểu ý mình không? Giờ lên cấp đi. Đồ Morgana đâu? Ờ đúng rồi, tháo đồ kia đập bồ Morgana. Ừ đúng rồi nhờ. Sao nhiều khi mình ngố thế ta? Nhiều lúc mình hơi ngố mọi người. Tao ra này lên được cấp rồi này. Đủ vàng lên cấp rồi. Để nhét thêm một con hóa hình bất kỳ vào cái. Tăng rồi đấy, tăng là ổn ổn rồi đấy. Ngố. Lang lang nhờ. Gỡ đồ con kia ra thì có gì đâu. Đâu có sao đâu mà. Một mất gì đâu mà. Hơi ngố, hơi ngố. Kiếm Bria ấy. Bria cầm súng xương cá đấy. Bria, đây, 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 đây. Cần Bria, có phần đây máu. Ơ, nhà này đang cần bùa đỏ anh em ơi. Ôi, được rồi, cần xẻng kìa, cháo kìa, đúng rồi, đúng rồi, đúng ấy ngon, đây. Con này cầm súng xương cá nha. Cái con Olaf này bây giờ nó đang bị hơi bị dây giấy một tí. Đấy, ui dồi, Dana 2 các thứ kìa. Bây giờ mình ngồi mình phải xếp á. Xếp con này là, đây này, đấy, xếp xếp chẳng hạn như am am đấy, con này như này này. Xếp xếp á nha. Hơi ngố tí, anh em thông cảm đấy, lâu lâu ngố tí. Giả vờ ngố được không? Thực ra là ngố thật đấy. Ôi dây chuyền tự lực à, tí có tháo đồ hút cho con này dây chuyền tự lực nha. Súng xương cá Bria đi đã. Thì có nên cho ăn không ta? Cái luôn đi nhờ. Thì game 2 mạng được mà. Bây giờ vẽ con Olaf 2 trước nhá mọi người. Rồi 5 tiền 2 sau tí mình vẽ sau nhá. Dây chuyền tự lực vứt đại cho con sờ quên tặng đi đã. Chứ Bria dây chuyền tự lực luôn thì hơi khó nhỉ. Neko mất mất đồ dây chuyền tự lực cho nên sớt anh em ơi. Mất dây chuyền tự lực nay sớm lắm. Cái dây chuyền tự lực của con nay sớm ấy tí lắm. Cho nó ăn tầm 2 cái tới 3 cái bắn thôi. Cảm giác khi nào bà mình khỏe hẳn rồi mình đấy. Giờ kiếm bùa đập đồ đập được cái song kiếm tay ương đi thì đẹp này. Kiếm tay ương nó là hơi phế ấy. Hay là Bria dây chuyền tự lực luôn nhỉ. Bria cầm dây chuyền tự lực luôn ấy. Tại vì con cái ấn thợ săn là phải hút ra ấy. Ấn thợ săn mình phải hút ra mọi người ạ. Mình nghĩ là cái ấn thợ săn mình sẽ nên hút ra để cho con này được, cho con này cầm dây chuyền tự lực ngon hơn. Ấn thợ săn thì hút ra cho con này rồi. Anh à, mẹ nhầm bên rồi. Mẹ con này mới đúng. Con này cũng như không. Cúp luôn. Ờ, chưa cúp, chưa cúp. Mẹ nhầm thằng rồi. Có 8 không? Còn máu không? 4 máu. Ờ 7 máu cho ăn 2 lần nữa luôn. Ăn rao 2 lần còn 1 máu chơi game 1 mạng nè. Olaf 2 đi. Bria cầm huyết chữa hơi bóp đấy. Ồ này kê nên xếp 2 rồi này. Cần cho nó Olaf 2 nhá. Cho ăn 2 lần luôn. Sợ à? Sợ thì đi về. À, chuẩn bị hút đồ ra này. Đây rất tự lực để cho nó tăng này.
có thêm cái đồ gì đó chứ Ria như vũ điệu tử thần là đẹp đấy mọi người. Đừng có lẻ đồ rồi, lẻ đồ rồi. Đẹp, ăn một con này rồi, hay quá. Vừa đó. Tốt, hay em ơi. Nhiệm vụ của em chỉ thế thôi. Nhiệm vụ rồi đấy. Đẹp rồi, nó mất carry thì nó chơi gì nữa. Hero 5 vàng chứ nhở. Thứ 5 vàng bỏ vô vẽ chứ, sao lại vẽ 4 vàng. Tâm tắt trang bị để làm gì? Vàng này, 5 vàng với con này chứ. Ừ, bữa ăn các má. Sao thằng nào cũng buồn né? Nó toàn buồn né này, trời. Nó né vừa vừa thôi nào. Toàn buồn né thôi, bị bà. Ông nào cũng buồn né. Thật đấy. Cứ buồn né. Gặp ông nào là ông đấy buồn né. Đáng thế nhỏ. Bùa. Kiểm sát thân hợp lý, thần sát tự phép mình cũng có xuyên đúng không? Được rồi. Có hai con 5 vàng này. Nhà đâu có vàng đâu mà mua. Bán hai con này đi mua cũng được nhỉ. Bán hai con này đi mua, thắng thì bán hai con này đi mua một con, bỏ vô là đẹp. Ây da, nhầm bên rồi, không, bữa con này cũng được. Bữa con này đi. Ủa? Nó không nhảy. Nhập quá. Ui, nó bữa, ui, nó bữa. Bữa hai này. Nhảy hai bữa hai này. Hai này. Ba rồng ngon cái gì bạn ơi, ba rồng là nhét vô đâu, sao mà nhét vô đâu được, mất 4 hóa thân à. Nhặt 5 vàng đi, không quan tâm lắm, 5 vàng thôi, nhét vô đâu được. Ui dồi ôi, bùa đầu lâu. Ốp đi, này ngon. Bây giờ vẽ cái gì, bùa đánh nhau rồi. Ui, không ăn thua. Một thua một con cút rồi. Không này. Thôi bù đồ lâu cho lại sửa win thôi. Rồi góc đẹp, góc đẹp, góc đẹp, góc đẹp. Bữa luôn, mày cút. Càng đi xa cút, cút. Ủa, khó chịu. Khó chịu chứ chứ khó. Khó chịu. Có tiểu chứ. Ủa là sao nhỉ? Ủa là sao? Sao con Calista mày mất tiêu rồi? Là sao nhỉ? Giờ chỉ cần bùa đấm nhau thôi chứ làm gì đâu. Được, ngẫu nhiên đi. Cái gì đây? Được, kiểu sao? Ừ, đẹp luôn, bế được luôn. Kiểu ba con này luôn, bế con ác luôn. Đi. Bế con ác đi rồi, chơi gì nữa. Bế con ác cút rồi. Chơi gì nữa. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Game một mạng. Ê, xong cái đồng cua này là hơi bị quẻ nha. Tại vì đồng cua này hai đồ nha. Cua này hai đồ đấy, hai đồ lớn đấy.
còn gì nữa đâu mà sầu với nhau. Vũ điệu đây, vũ điệu đây, vũ điệu đây, xin cái vũ điệu đây. Tập hợp cũng được, thắng kiếm cho chuột đâu. Người đá ngon, người đá ngon nha. Cái con này thôi, kiếm cho chuột đi nhờ. Vì chuột ấy á, chuột nó Ria thanh kiếm làm gì, tam hợp ngon hơn chứ. Chuột nó đang có song kiếm tại ương này cho nó chọc luôn. Có bùa rồi mà đúng không? Để bên này chết cha chưa đổi góc rồi. Ê, máy không đổi vật thắng. Ria tam hợp có giáp, có kháng phép, có tốc đánh, có đam luôn cũng ngon hơn. Bùa này cũng ngon hơn. Ui dồi, Olaf kìa. Rồi Olaf bửa luôn. Ui rồi Olaf. Làm sao mà đỡ được nguyên sàn? Sao mà đỡ được với chúng tôi? Bây giờ cứ mua bùa thôi anh em ơi, không cần gì hết. Bùa lớn, bùa nó tịnh tịnh tí rồi. Ở cửa hàng 5 vàng lớn. Lớn luôn. Quán ngon. Quán thì ngon. Đây thôi, nhảy vô đây không? Nhảy vô bửa con dít không? Rồi bay về. Khi nào con Olaf cút luôn không? Nhảy về đi Olaf ơi. Ừ, nhảy về, may quá, nhảy về rồi. Về đỡ cút. Nhảy về nói mày thằng, mai thằng. Thằng thiên thôi. Rồi, hai con này đã thăng hoa lên rồi anh em ạ. Hoa lên quỷ rồi. Ô! Này. Chỉ có bùa thôi. Game ma thuật. Tác tạm thời một vòng đấu nó cũng được ấy, cũng là một bùa ấy. Nhưng mà nó không đến nỗi gọi là bùa đánh nhau ngon nhé. 30 kháng phép trong vòng một vòng đấu. Cái vật lý à. Cái này ngon. Ngàn lá chắn này mình đỡ bị sốc sát thương này, hợp lý này. Ôi nó không đảo góc. Nhà này nó không đảo góc ta. Ôi, xong rồi. Đi. Ôi xong rồi anh em ơi, không ổn rồi. Thua rồi. Thua rồi, sợ quá. Sợ quá, thua rồi, thua rồi. Thua rồi, thua rồi. Sợ không cần gì luôn, thắng luôn. Ôi nhà này thua mình luôn. Thua luôn không? Thắng hoa có thắng được không? Cái thăng hoa thắng được đấy mọi người. Thăng hoa kịp là nó thắng đấy. Bị cảnh sát còng đầu, ông này ông không đổi luôn mà, ông không thèm đảo luôn mà. Cứ nhặt 5 tiên đấy làm. Áo chặt mờ ám không ngon. Tê tái thiếu, ừ ngon, chưa có gì hết, mình không có mấy cái này. Mình không hề có mấy cái này, rồi đòi rộng 2, ok, giờ phải một vàng thôi. Một vàng cho nó lên đại con kia thôi. Nó lên đại con này, đá hắc hóa, à cái này chắc cho con này ha. Để quên nó đốt từ từ ấy, hoặc là cho con này đi. Mình nghĩ là, ấy chết, dở rồi. Tại vì không cần nhảy vô ấy. Cút rồi. Dở ra anh em. Bây giờ nhiều khi phải tháo cái này ra mọi người ạ. Tôi nghĩ là còn nên tháo ra luôn. Không biết là còn cơ hội không. Má. Cút rồi này. Đấy, mình phải cân hết. Không tin đây. Chắc mình nghĩ là đánh cái nhà này nhiều khi phải tháo ra luôn không. Cái vật lý chỉ thành sát thương phép. Nhà này có đồ tăng giáp, không có đồ tăng kháng phép, hợp lý đấy. Nhưng mà nó có đáng không? Bùa đánh nhau khác ngon hơn chứ nhỉ? Đây này, hai cái choáng này. Hai cái choáng endgame rồi, đẹp rồi.
Thôi mình nghĩ là cứ nhảy góc này cho nó an toàn em ạ. Ai làm gì đâu? Gì đâu? Đưa đầu vào à? Diễn viên à? Đưa đầu vào nhảy về đi. Đưa đầu vào này. Loại bốn cái gì, tôi có thua người ta đâu. Tôi có bùa choáng hai lần rồi, tôi thắng chắc rồi. Giờ cuối game có bùa choáng hai lần, một ván rồi là comeback mãn nhãn. Mọi người xem thấy hay chưa? Lấy lại tốc độ liền. Mọi người xem thấy hay thì nhớ ít nhất là ủng hộ cho một like nhá. Còn thấy hay nữa thì nhớ ghé cửa hàng ủng hộ nhá. Mọi người bên TikTok ghé cửa hàng ủng hộ mình nhá. Một đơn ăn vặt đi mọi người. Hay quá còn gì nữa, quá hay luôn.